Bởi vậy hôm nay gặp Thầy, đây là Thầy nói lần cuối cùng không còn gặp Thầy nữa. Thầy nay 80 mấy tuổi rồi, nhưng rồi Thầy cũng phải ra đi chứ, Thầy làm sao mà không bỏ mấy con được, đâu có ở đây mãi được. Bởi vì mang cái thân này thì mình hết duyên nợ thì phải ra đi thôi. Bởi vì bây giờ còn duyên còn nợ với các con thì còn ở đây la rầy dạy bảo, nhưng vừa hết duyên nợ là Thầy sẽ ra đi, chứ không thể nào nắn ná gì hơn được. Muốn thiên thì cũng dễ chứ không phải không, nhưng mà gánh việc đời biết chừng nào cho hết mấy con, gánh chừng nào cho nó xong. Cho nên chỉ có ra đi để trao lại cho người khác mà thôi. Ngoài ra người khác có duyên hơn, người ta sẽ dẫn dắt mấy con tới nơi tới chốn. Hiện giờ Thầy cố gắng để đào tạo 1-2 người để khi Thầy ra đi, những người đó thay thế Thầy mà dẫn dắt các con, cũng làm gương cho các con nữa. Thì Thầy ra đi thì giao lại cái gánh đó cho cái người thừa kế, theo đó mà ai có duyên dẫn dắt người ta tới nơi tới chốn. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể chư tôn đức tăng ni và đồng bào Phật tử trong và ngoài nước, hồi 0 giờ ngày mùng 2 tháng 1 năm 2013, tức ngày 21 tháng 11 năm Nhâm Thìn, Đức Trưởng Lão Thích Thông Lạc, Viện Chủ Tu Viện Chơn Như, vị Thầy kính yêu của chúng ta đã nhập diệt, an nghỉ vĩnh viễn trong trạng thái bất động, thanh thản, an lạc và vô sự. Khi hay tin Đức Trưởng Lão nhập diệt, không ai tránh khỏi sự bùi ngùi xúc động trước sự ra đi của người. Đó là sự mất mát lớn lao của Tu Viện Chơn Như, cũng như toàn thể tăng ni và đồng bào Phật tử trong và ngoài nước nói chung. Người đã thực hiện xong sứ mạng hoằng dương chánh pháp, người đã vượt qua bao gian nan vất vả để dựng lại chánh pháp của Phật. Khi nhận thấy duyên chúng sinh đã hết, nên người đã tự tại xả bỏ báo thân để an trú vào niết bàn vĩnh viễn. Lễ viếng và tiễn đưa Đức Trưởng Lão về nơi an nghỉ cuối cùng đã diễn ra hồi 16 giờ ngày mùng 2 tháng 1 năm 2013. Trưởng Lão được an táng giữa khu vườn cây phía trước nhà sách của tu viện. Chúng con thành kính tri ân công đức như trời biển của người. Người đã vượt qua bao gian khó, cả cuộc đời xả thân tu hành và giáo hóa độ sinh, dựng lại chánh pháp Phật giáo cho chúng con ngày nay có con đường tu tập và làm chủ 4 nỗi khổ đau của kiếp người. Chúng con ước nguyện noi theo gương người tự tu giải thoát cho bản thân và nhân rộng nền đạo đức nhân bản nhân quả để làm lợi ích cho nhân loại và muôn loài chúng sinh. Kính thưa quý liệt vị, sau khi Đức Trưởng Lão Thích Thông Lạc nhập diệt, chúng tôi tập hợp những tư liệu phim và hình ảnh trước đây, cũng như những bài viết của quý tu sinh và Phật tử viết về vị Thầy tôn kính của mình, để làm thành cuốn phim tưởng niệm và bày tỏ lòng tri ân sâu sắc dâng lên người. Từ khi Ngài hướng tâm tịnh chỉ hơi thở cuối cùng, vào lúc 0 giờ
ngày mùng 2 tháng 1 năm 2013. Đến lúc chúng đệ tử hoàn tất lễ an táng vào lúc 4 giờ chiều ngày mùng 2 tháng 1 năm 2013. Vỏn vẹn đúng 16 tiếng đồng hồ. Không có tang lễ, không có cáo phó phân ưu, không cờ phướng rồng rắn, không trống kèn, chuông mõ tụng niệm, không trà tỳ, xá lợi nhục thân, cũng chẳng có lễ nhập kim quan, bảo tháp, thậm chí đến một đóa hoa tươi, một nén hương tưởng niệm cũng không hề có. Kết thúc lễ an táng đơn giản, đến mức không thể đơn giản hơn, bằng hai bài phát biểu ngắn gọn, đọc mất vài phút. Một của đại diện tu viện, Sư Thích Bảo Nguyên, và một của đại diện tu sinh, Thích Nữ Tâm Như. Cuối cùng là lời cảm ơn ngắn gọn, Sư Thích Mật Hạnh. Ngài không thu thần thị tịch, nhưng hướng tâm tịnh chỉ hơi thở, xả bỏ thân nhân quả một cách nhẹ nhàng, không có hương hồn, giác linh, mà chỉ có từ trường giải thoát bất động, thanh thản an lạc, vô sự trùm khắp. Không gian thuần tịnh thanh khiết của tu viện vẫn như nó vốn có, bình lặng như không có gì thay đổi, xáo trộn. Xa xa bên kia rào, giữa rừng bạch đàn xen lẫn những cái thất nhỏ, các tu sinh đang độc cư thiền định, miên mặt xả tâm, ly dục ly ác pháp. Họ không hề biết thầy mình đã ra đi. Mãi đến giờ khắc thực trưa, họ mới được thông báo chuẩn bị viếng thầy trước giờ an táng. Đúng 1:30, cô Diệu Hiền mời quý tu sinh lên nhà khách. Sau khi tu sinh lên đông đủ, cô xá chào với nét mặt nghiêm trang. Cô trân trọng thông báo: thầy của chúng ta đã nhập niết bàn rồi. Thầy ra đi lúc 0 giờ, ngày mùng 2 tháng 1 năm 2013. Thật là ngỡ ngàng, bàng hoàng trước lời thông báo của cô, như một tiếng sét đánh bên tai, làm con không khỏi xúc động. Bao nhiêu niềm hy vọng, hân hoan, mong được gặp thầy, giờ tan biến. Thay vào đó là sự bùi ngùi xúc động, không cầm được nước mắt. Chợt tiếng nói của thầy bỗng vang trong tâm trí con: dù bất cứ chuyện gì xảy ra, các con hãy giữ tâm bất động. Lúc đó, cô Diệu Huyền khuyên nhắc tu sinh: mình là đệ tử của thầy, mình phải thể hiện sao cho xứng đáng là đệ tử ưu tú của thầy. Phải mạnh dạn lên. Nghe lời cô, con ngăn lại dòng cảm xúc, nhưng trên mọi nét mặt của quý tu sinh đều thể hiện sự trầm lặng, suy tư, thanh tịnh mà bước đến nơi kim quan của thầy. Con được lên đảnh lễ thầy 3 lạy và được nhìn thầy lần cuối. Thầy nằm đó với gương mặt tươi cười trên môi, thật là hiền hòa và khả ái làm sao. Thầy đã nhập niết bàn thật sự rồi. Tuy thầy nằm đó, thân thầy bất động, nhưng chúng con vẫn thấy được từ trường thanh tịnh đang lan tỏa khắp mọi nơi. Trong lễ viếng ngài thật giản dị và trang nghiêm, không tốn bao của đàn na tính thí, đúng như lời thầy căn dặn. Không có tiếng đờn kèn éo o, không lời tụng kinh ê a, không có nhang đèn hoa quả, mà chỉ có những nén hương tâm thành kính của quý tăng ni và Phật tử gần xa kính dâng lên thầy với phút mặc niệm tưởng nhớ đến ân đức thầy. Thật đúng với câu đạo không lìa đời, thầy đã góp phần vào công cuộc xây dựng đất nước bình yên,
và xây dựng lại nền đạo đức nhân bản nhân quả theo chánh pháp của Phật. Thầy lại tiếp tục đấu tranh giành lại quyền làm chủ sinh già bệnh chết cho mình, cho mọi người. Thầy khuyên bảo mọi người hãy sống trong nền tảng đạo đức nhân bản nhân quả. Đạo đức làm người đối với gia đình, đối với xã hội, sống không làm khổ mình khổ người. Nếu mọi người ai cũng sống theo lời thầy thì xã hội đâu có những tệ nạn. Thầy tự mình sống với đời sống thiểu dục tri túc, chấp nhận gánh nặng thiện pháp, giữ đúng giới luật đức hạnh, không hề vi phạm một lỗi nhỏ nhặt nào. Thầy đã giành quyền làm chủ bốn sự khổ đau của kiếp người. Thầy đã giải thoát hoàn toàn, không còn bất kỳ ác pháp nào tác động đến thân tâm thầy. Thầy đã xây dựng lại bước đầu chánh pháp đạo đức nhân bản nhân quả. Trên 2.500 năm mới tìm lại được mà bấy lâu nay đã bị dìm mất không ai hay biết. Thầy làm hầu hết ngày và đêm để viết sách. Thầy giảng dạy những lời Phật dạy trong Kinh Nikaya. Thầy chỉ rõ con đường giải thoát của Đạo Phật là giới, định, tuệ. Khi hay tin trưởng lão Thích Thông Lạc nhập diệt, toàn thể chư tôn giáo phẩm, ban trị sự Phật giáo tỉnh Tây Ninh, ban đại diện Phật giáo huyện Trảng Bàng cùng đến kính viếng và tưởng niệm. Khi hay tin trưởng lão Thích Thông Lạc nhập diệt, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh cùng đến kính viếng và tưởng niệm. Ban Tôn giáo Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh, Công an tỉnh Tây Ninh, Huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Trảng Bàng, Công an huyện Trảng Bàng cùng đến kính viếng và tưởng niệm. Ban Tôn giáo Phụng Nội vụ huyện Trảng Bàng, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Gia Lộc, chi bộ chính quyền, ban ngành, đoàn thể ấp Gia Lâm cùng đến kính viếng và tưởng niệm. Ôi, con vẫn như thấy thầy đang còn ở đây. Mỗi ngày thầy vẫn đi dạo quanh tu viện với những bước nhẹ nhàng thong thả. Con vẫn như nghe lời thầy dạy, giọng thầy cười. Thầy đã định trước ngày này nên thầy có buổi họp chúng để nhắc nhở. Thầy nói rằng thầy gặp các con lần này là lần sau cùng. Tất cả những gì thầy đã dạy hết cho các con, sau này sẽ có người đồng trang lứa với các con thay thầy hướng dẫn cho các con tu tập. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa các bạn, mới sáng sớm ngày 2 tháng 1 2013, nhận được tin trưởng lão Thích Thông Lạc, viện chủ tu viện Chân Như tỉnh Tây Ninh, đã từ bỏ xác thân. Chúng tôi vội vàng lên đường ngay. Khi đến nơi, rất bất ngờ bởi không khí nơi đây thật là bình an đến kỳ lạ. Trong ngôi nhà đơn sơ chỉ có quan tài thầy, và phía sau là dài dòng hoa, không loa đài, không khèn trống, không có ban tổ chức, không có các đoàn nồm nộp vào diễn. Lạ hơn nữa là không có tiếng khóc, không có ai để tang, không hương khói,
không nhang đèn, không bình hoa quả, tất cả đều lặng im và thanh tịnh. Được biết thầy mất hồi 12 giờ đêm ngày đầu năm. Sau đó không lâu, các học trò đã nhập quan cho thầy. Chúng tôi lặng lẽ vào lễ bái trước quan tài thầy và ngắm dung nhan thầy lần cuối. Thật tình chưa có một đám tang nào đặc biệt và giản dị đến vậy, giản dị đến khó tin. Thầy đã ra đi, để lại cho chúng con niềm thương tiếc vô hạn. Thầy mặc khát pháp tối như đêm, dày như đất. Phán thầy chúng con dựa vào ai, tự thắp đốt lên mà đi. Chúng con thành kính tri ân công đức nơi trời biển của thầy. Thầy đã vượt qua bao gian khó, cả cuộc đời xả thân tu hành và giáo hóa độ sinh, dẫn lại chánh pháp Phật giáo cho chúng con ngày nay, mới có con đường tu tập vượt qua bốn cái khổ của con người là sanh, lão, bệnh, tử. Chúng con nguyện ước theo gương thầy, tự tu giải thoát cho bản thân và nhân rộng nền đạo đức nhân bản nhân quả, để làm lễ cho nhân loại và muôn loài. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đức Trưởng Lão Thích Thông Lạc.